Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Vision TV. Một tuần nữa đã qua, hãy cùng đến với đọc báo cùng Vision TV số thứ 12. Mở đầu như thường lệ vẫn là mục tin tức chung. Để tiếp tục loạt tin về cặp đồ họa RX480, nếu như ở bản tin tuần trước thì mình đã nói rằng là khi cặp đồ họa này công bố thì họ cũng công bố là mức hiệu năng của nó rất đáng mong đợi, cũng như là nhiệt độ của nó cũng chỉ tương đối vừa phải ở mức 71 độ C. Nhưng ở trong một số bài đánh giá thực tế của một số trang tin công nghệ lớn như là Genka thì đã cho thấy rằng thông tin mà AMD đưa ra là không chính xác hoàn toàn. Trang tin Genka.vn đã thử nghiệm hai tựa game là Dota 2 và Overwatch, tất cả đều mức thiết lập đồ họa cao nhất ở độ phân giải Full HD và hiệu năng của nó hoàn toàn tuyệt vời và đúng như kỳ vọng. Với Overwatch thì ở mức setting cao nhất là Epic thì khung hình của nó cao nhất có thể lên tới 115 khung hình trên giây. Tuy nhiên hiệu năng là như vậy nhưng nhiệt độ của nó thì lại không hề tốt một chút nào. Theo đó thì chỉ sau khoảng 1 phút khi đã load VGA đầy đủ, nhiệt độ của nó đã nhanh chóng đẩy lên mức 85 độ C. Đây là một mức khá cao so với các VGA đời mới. Tóm lại thì RX480 có thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu về hiệu năng của bạn. Nhưng còn về nhiệt độ thì một lần nữa chúng ta sẽ phải chờ đợi các phiên bản custom để có thể được kết quả tốt hơn. Chiếc đối thủ của mình là AMD với các đồ họa RX480 đang gây sốt sình sịch trên cộng đồng mạng, thì Nvidia cũng không chịu kém cạnh khi đang dùng dịch cho ra mắt các đồ họa tầm trung có hiệu năng tương đương với RX480 của AMD. Vẻ ngoài của GTX 1060 có phần kém cao cấp hơn so với hai đàn anh của mình là GTX 1070 và 1080. Phần lớn của chiếc VGA tầm trung này vẫn được hoàn thiện bằng kim loại nhưng có thêm nhiều chi tiết nhựa và bớt đi phần kính. Nhìn chung thì đó vẫn là một hệ thống tản nhiệt lồng với hai tông màu đen bạc và các góc cạnh cứng cáp làm điểm nhấn. Giống với RX480 thì 1060 sẽ có hai phiên bản, mặc dù lép về hơn đó là 3GB và 6GB. Giá bán cũng như ngày lên kệ cụ thể thì vẫn chưa được tiết lộ. Nvidia cũng đảm bảo rằng họ sẽ có mức giá rất hợp lý, chỉ không quá 300 đô. Trong khi thị trường card đồ họa đang rất sôi động với cuộc đua của AMD và Nvidia thì trong thị trường RAM, Corsair có một hãng rất lớn. Họ vừa tung ra bộ kit RAM mới có tên là Corsair Version C LED DDR4 với đèn LED đẹp mắt. Đặc biệt là ở chỗ bạn có thể thiết lập màu sắc, chế độ sáng của RAM thông qua ứng dụng trên máy tính, giúp toàn bộ hệ thống của bạn có màu sắc tông sượt tông như mong muốn. Được thiết kế với 10 bảng mạch riêng biệt bên trong mỗi thanh RAM, giúp khả năng truyền tín hiệu tốt hơn, đặc biệt cải thiện khả năng ép xung. Hãng cũng cho biết đây là kit RAM được thiết kế phù hợp với thế hệ vi xử lý mới nhất của Intel là Skylake, giúp tối ưu hóa hiệu năng của máy tính. Giá bán cho một kit RAM 16GB bao gồm hai thanh 8GB là 90 đô, tương đương khoảng 2.500.000 đồng. Còn nếu muốn một bộ 4 thanh RAM với tổng dung lượng là 64GB, bạn sẽ phải chi ra 420 đô, tương đương khoảng 8,7 triệu đồng. Tuy vậy, đây chỉ là mức giá đề xuất do hãng đưa ra. Riêng các thị trường như Việt Nam, giá bán của dòng sản phẩm này có thể cao hơn khoảng 30-40%. Tin tức cuối cùng trong mục tin tức chung đó là về hãng phần mềm nổi tiếng thế giới Microsoft. Họ vừa phải bồi thường 10.000 đô cho một cô gái sống ở bang California của Mỹ vì tội dám nâng cấp máy tính của cô lên Windows 10 mà không được sự cho phép. Việc cài đặt không thành công khiến chiếc máy tính của cô đang dùng để điều hành công ty dịch vụ du lịch của mình bị chậm chạp. Sau khi liên hệ với đội hỗ trợ của Microsoft nhưng tình hình không hề cải thiện, cô ta đã đưa Microsoft ra tòa với mong muốn lấy lại khoản tiền đã mất trong việc kinh doanh, cũng như số tiền cô phải chi ra để mua máy mới. Để đáp lại thì hồi tháng trước Microsoft đã hủy bỏ đơn kháng cáo của mình và đưa tiền cho cô. Microsoft nói họ không làm sai, họ quyết định kết thúc nhanh vụ án để tránh phải chi thêm nhiều chi phí pháp lý kéo dài. Qua đó, có thể thấy sự sòng phẳng, nhanh chóng và đầy kinh nghiệm của hãng này trong việc xử lý những vụ kiện cáo mất nhiều thời gian và chi phí. Thông tin vừa rồi đã kết thúc mục tin tức chung, hãy cùng chuyển sang mục tin tức gaming gear. Tin tức này đáng lẽ ra phải nhét vào mục tin tức chung, nhưng vì nó có liên quan đến Razer, cho nên mình sẽ mang sang mục tin tức gaming gear. System Shock là một tựa game phiêu lưu góc nhìn thứ nhất được phát hành trên PC vào năm 1994. Nó không quá phổ biến tại Việt Nam vì thời đó trẻ em Việt Nam còn đang chơi khăng, chơi quay hay là chơi nhảy dây, nhưng lại rất thịnh hành ở các nước phương Tây. Nó từng được coi là một trong những tựa game định hình cho thể loại này. Đây là một tựa game rất hấp dẫn và nó đang trong dự án reboot để tăng mức đóng góp cho dự án game huyền thoại này. Thì những người ủng hộ trên 5.000 đô cho dự án làm lại tựa game này ở trên Kickstarter thì sẽ được tặng một phiên bản Razer Blade cực kỳ đẹp như bạn có thể thấy trong hình. Khi bạn mở màn hình máy tính lên thì với những đường led chạy quanh bàn phím cùng với một gam màu xanh nhã nhặn khác xa với gam màu xanh có phần hơi chói mắt của Razer, với việc chỉ phân phối dạng quà tặng cho những người ủng hộ trên Kickstarter, khả năng cao là sẽ chỉ có 50 chiếc Tri-Optimum Blade trên thế giới. Philco là một hãng rất ít khi tung ra các mẫu mã bàn phím mới cũng như mẫu bàn phím sử dụng switch mới, nhưng mới đây Philco Việt Nam vừa mới công bố họ sẽ cho nhập về chiếc bàn phím cơ Philco Magetot 2S. Thực tế thì nó vẫn chỉ là dòng phím Magetot 2, nhưng chữ S ở đây là Silent, tức nó sẽ sử dụng Pink Switch hay còn có tên gọi là Cherry MX Red Silent, giống với switch sử dụng trên Corsair chip RGB MX Silent mà mình đã review. Đây là loại switch có tiếng gõ êm nhất trong tất cả các loại switch Cherry được sản xuất từ trước đến nay, hứa hẹn sẽ đem lại cho các bạn một trải nghiệm mới mẻ trên dòng phím cơ Philco đơn giản. Vẫn là một bàn phím cơ mới như lần này là đến từ Rocket, một hãng gaming gear khá nổi của Đức. Nó có tên hơi khó đọc, đó là Rocket Sura. Đây là một bàn phím có thiết kế không có khung bao quanh phím giống với dòng K của Corsair,
nhưng thiết kế của nó lại đơn giản hơn và không gồm hố băng. Một vài điểm được cho là nổi bật mặc dù hãng nào cũng đã làm rồi, đó là hệ thống LED màu xanh dương, nút game mode riêng biệt hay là nút macro tích hợp vào các phím. Và về các phiên bản Switch thì có vẻ như là sẽ đủ loại Switch. Giá bán của nó sẽ rơi vào khoảng 99 đô và được bán ra vào tháng sau. Vậy thì có thể thấy là đây là một sản phẩm chưa có gì thực sự hấp dẫn. Mức giá là khoảng 100 đô tức là hơn 2 triệu tiền Việt thì ta cũng có tương đối nhiều sự lựa chọn về bàn phím cơ ở trong thời điểm hiện tại. Tin tức cuối cùng trong mục tin tức Gaming Gear đó là mình xin trân trọng và vui mừng thông báo vào ngày mai, tức là vào ngày 2 tháng 7 năm 2016 thì chi nhánh mới của Playzone tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ khai trương. Về cụ thể về địa điểm cũng như thời gian khai trương thì các bạn có thể lên fanpage của Playzone để theo dõi. Rất mong các bạn sẽ ghé qua và ủng hộ chi nhánh của Playzone tại Hồ Chí Minh. Tin tức vừa rồi là kết thúc mục tin tức Gaming Gear. Hãy cùng chuyển sang mục tin cuối cùng, đó là mục tin game. Khi mà những đợt gạch đá hay những lời chửi bới của cư dân mạng dành cho Call of Duty Infinite Warfare vừa có dấu hiệu thuyên giảm thì mới đây Activision đã công bố bản DLC mới nhất của Call of Duty Black Ops 3. Mới đây đoạn trailer giới thiệu nhiệm vụ Grogoth Cavalry nằm trong chế độ zombie của tựa game này đã khiến cho nhiều người cảm thấy bất ngờ vì có sự xuất hiện của cả dòng phun lửa. Theo Activision giới thiệu thì Grogoth Cavalry lấy bối cảnh nước Nga giả tưởng năm 1940, nơi hàng đàn zombie, robot cùng với những con rồng khổng lồ đang tàn phá thành phố Stalingrad. Người chơi sẽ có cơ hội sử dụng nhiều loại vũ khí độc đáo mới, ví dụ như tấm khiên hình rồng có khả năng phun lửa. Zombie thì chả lạ mấy rồi, nhưng rồng lửa thì đúng là quá ảo. Có hai trang hãng này đang ăn theo ứng từ loạt phim cực kỳ ăn khách Game of Thrones nổi tiếng. Dù thế nào chăng nữa thì đây sẽ là một bản DLC rất thú vị và đáng mong chờ cho game thủ. Trong khi các game thủ của tựa game Dota 2 đang mòn mỏi mong chờ chúa tể của những chiếc hố xí Pit Lord xuất hiện ở trong tựa game, thì mới đây Riot, tức nhà phát triển của tựa game Liên Minh Huyền Thoại, đã nhanh tay rework lại Ryze, một vị tướng khá nổi tiếng của tựa game, với kỹ năng cuối được cho là rất giống với Pit Lord. Chiêu cuối của bậc thầy cổ thuật có tên là vòng xoáy không gian, nó sẽ mở ra một cánh cổng dẫn đến một địa điểm cách đó một quãng ngắn. 2 giây sau, tất cả các đơn vị đồng minh bên trong cánh cổng sẽ được dịch chuyển tới địa điểm chỉ định. Nghe qua thì có vẻ rất giống với skin Ultimate của Pit Lord ở trong Dota 1. Với lần nâng cấp này thì những trận đấu Liên Minh Huyền Thoại sẽ trở nên thú vị và cũng không kém phần cay cú với những pha XP 5 người. Động thái này của Riot làm cho những người chơi Dota 2 càng nóng lòng hơn vì sự xuất hiện của Pit Lord. Nếu là một người yêu thích game offline thì chắc chắn các bạn sẽ không thể không biết đến tựa game Limbo, một tựa game có đồ họa 2D cùng với đó là nền đồ họa đen trắng cực kỳ ám ảnh và gameplay được rất nhiều game thủ yêu thích. Thì mới đây, nhà phát triển của tựa game này có tên là Playdead đã công bố ngày phát hành tựa game mới nhất của mình có tên là Inside. Tựa game mới này của hãng được coi là một phiên bản kế thừa của siêu phẩm đi trước là Limbo. Game vẫn theo thiên hướng kết hợp giải đố và yếu tố kinh dị, cùng với đó là màu sắc u tối. Tuy nhiên, bối cảnh của Inside được cho là gần với tính hiện đại hơn khi nhân vật chính là một cậu bé cố gắng chạy thoát khỏi một dự án bí ẩn. Và tính đến thời điểm hiện tại thì game được đánh giá đúng với kỳ vọng của rất nhiều người khi có số điểm Metacritic hiện tại là 91/100. Tính theo thang điểm trung bình từ 41 bài đánh giá của các trang báo game có uy tín trên thế giới. Có thể nói, đây là một tựa game rất đáng mong chờ trong thời gian tới với những fan của những game nhập vai giải đố. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc đọc báo cùng với Zone TV số thứ 12. Nếu các bạn có thắc mắc hay muốn chỉ bới gì, hãy comment ngay bên dưới. Còn không thì hãy ấm like và theo dõi kênh YouTube của Zone TV. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp.